dự báo thời tiết 3 ngày tới từ ngày 21 tháng 9 đến 23, 9 ở cả ba miền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ngày 20 tháng 9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20 tháng 9 có nơi trên 100 mm như Tân Kỳ, Nghệ An, 192 mm, Thạch Xuân, Hà Tĩnh, 149,6 mm. Dự báo thời tiết 3 ngày tới, ngày 21 tháng 9 Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 26 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, ở khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo đêm ngày 22 tháng 9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Từ đêm ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Dự báo thời tiết 3 ngày tới, Trung Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Sau có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo thời tiết 3 ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https 2 2 chéo nmf gov vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. nguồn Báo Tiếp Thị Gia Đình ngày 21 tháng 9 năm 2024